Ok và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành NC đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series huyền thoại mang tên là Growcaster nha anh em. Thì đây chính là cái tòa lâu đài, tòa thành của mình đã phát triển từ rất lâu rồi. Mình đã rất là khủng khiếp. Mình đạt tới cái cấp độ Master không biết là bao nhiêu nhỉ? What the fuck, cái gì đây? Diamond ở đâu? Đây á. Ok, đây đây, con này. Ok boy. Chúng ta, chúng ta đây, hiện tại đây là cái căn cứ của mình. Chúng ta có thể tấn công được. Úi xồi ôi. Tấn công anh em ơi. Đập đá này. Bắn siêu nhanh anh em ạ. Oh wow, wow, đây rồi. Rồi. Chịu hồi thêm lửa. Cái này thì quá khỏe đi còn gì nữa. Làm sao các bạn có thể chiến đấu được với mình? Mắc quá khủng khiếp. Ui, từ từ bạn ơi. Cho thêm băng giá này. Cái gì đây? Thêm một chiêu lửa này. Wow, rơi xuống này anh em, thiên thạch dùnh một cái. Nổ vỡ mõm luôn. Khủng khiếp mà. Từ mình sẽ chọn thêm một cái bên này nữa. Ấy trời, băng anh em ạ. Đây là cái gì? Vào chết hết, vào là chết hết. Làm sao mà có thể đánh được với mình? Quay của nó là quay hiện tại là quay 209, tổng cộng là 209 quay thì phải. Nó có thể xem quảng cáo để lấy thêm vàng, thật ra là cũng không cần thiết, vàng mình có rất là nhiều. Và mình đang có 622.829.375 à. Hình như là có quân mới anh em ạ. Hình như có con mới. Đây, hiện tại mình đang sử dụng hai cái con này. Mình đánh rồng thì mình nhớ ngày xưa xưa là mình vẫn chưa đánh được rồng nhiều lắm đâu. Đây là đánh nhau với rồng này. Làm thế nào mà quay lại cái ấy nhỉ? Đây là cái caster rồi. Ừ. Hiện tại trên này tôi còn một cái nữa. Hero slot. Equip thêm một hero nữa, giá là 198.000. What the fuck? Đùa nhau thật sự luôn. Cho nên thay cho con gì bây giờ nhỉ? Pyrus. Ok, tôi đang nghĩ nên thay cho con gì đó. Có mới mà, nó update thêm mới mà anh em. Stone này, Dark Skeleton này. Đấy, Dark Skeleton là con mới anh em ạ. Và ở đây là có một con Stone. Alchemist cũng là con mới luôn. Rowash cũng là con mới, nhiều con lắm. Dark Skeleton, giá nó sẽ là 7.500. Mình sẽ level up cho con Dark Skeleton này lên xem nào. Vấn đề là tiền thì không thiếu anh em ạ. Oh, what the fuck, hết tiền luôn ạ. Dam sẽ là 835. Nó sẽ bắn tên. Chúng ta sẽ có cái cơ hội critical sẽ là 20%. Và nó sẽ kéo dài trong khoảng là 5 giây. Thêm buff cho cái Tau Archer, cái tháp bắn tên. Khá hay. Hình như là AI lao HP đánh boss. Con này không có ấy à? Không tiến hóa à? À đây promotion đây. Nó sẽ có hai đường. Nó sẽ có hai đường khác nhau anh em ạ. Một đường là Hariso Pointer Spawn. Thì nó vẫn là sẽ thêm cái cho vào cái Tau Archer thôi. Tháp bắn tên thôi. Tăng cái attack cho cái tháp bắn tên. Khi mà MP bị giảm 10%, đam sẽ tăng lên 10% khi mà MP càng giảm thì nó bắn càng khủng khiếp. Đây là theo đường đây là Dark Skeleton này. Bên này cũng là Dark Skeleton nhưng mà nó có tên gì khác nhỉ? Hungry Shaw. Full on Shaw tăng cái khi mà MP gì đây? Là sao? Cái above là cái gì nhỉ? Từ từ anh em nhá, để mình dịch cái này ra cho anh em xem cho nó gọi là chính xác nhất đấy. Mình không muốn dịch với ba vớ vẩn đấy anh em xem mà nó rất là buồn cười. Đây này, cái này thì nó sẽ là khi nhận thiệt hại à. Khi MP 90% trở lên thì cái này sẽ tăng thêm 10%. Cái này cũng hay. Và nó còn tiến hóa thêm một cái dạng nữa ở level 31 là sẽ tăng vẫn tăng thêm dam. Vẫn tăng thêm dam. Pointed Bonds, cái này vẫn thế à? Khác gì về cái trên này đâu. Promotion đến trước đã. Rồi. Tiếp tục là cấp độ dưới thì mình thấy nó không khác gì cả.
Ok, mình đã chọn lựa đường này thì mình có cung không? Tăng đam, poison down là 12.8, cooldown giảm đi. Cái này là cấp bậc S rồi, legend on. Rồi mình sẽ thay equip cái này vào luôn. Của con khác rồi, cái đấy của con khác. Con này cũng của con khác. Rồi, chúng ta sẽ thử sức mạnh của cái con mới nhé. Butter bạn ơi, đây nào. Let's go. Chúng ta sẽ thử sức mạnh nào. Tăng sức mạnh cho bắn cung các kiểu luôn. Cái này gọi là đội quân anh em ạ. Mình khá thích gọi đội quân kiểu này. Pháp sư chúng ta vẫn chưa, chỉ có 2 pháp sư thôi anh em. Chúng ta không nhiều pháp sư lắm. MP chúng ta càng nhiều ấy thì chúng ta bắn nó càng khủng khiếp. Tăng thêm 10% đam nữa cho tháp bắn tên nữa, khỏe hơn. MP mình khá nhiều anh em ạ, nên mình cũng không phải là quá là... Nhưng mà mình cái này không hồi MP đúng không? Chính xác, cái này không hồi MP rồi. Anh em có thể thấy không? Chứ cái này mình phải cày thêm anh em ạ. Chúng ta vẫn chưa phải là mạnh nhất ở trong cái này đâu. Chắc chắn một điều với anh em là như vậy. What the fuck? Ui, bot kìa. Trời ơi, cái con bot này cái máu mình đang bị giảm xuống. Victory ơi. Ok, chúng ta thêm một kiếm thêm 1.000.000 nữa nếu mà xem có quảng cáo, nhưng mà chẳng cần, thật sự là không cần thiết với cái như thế này. SP hình như là tôi phải nâng cấp thêm một cái gì đó thì phải. Cái SP đấy là vẫn chưa nâng cấp được anh em ạ nha. Tướng chúng ta sẽ có tướng mới đấy, Mechanic, Chon King này, Skeleton King này. Chon King cũng ba mấy con này còn cũ, tại vì là chúng ta nâng cấp rồi thì thấy thế thôi. Xin. Má ơi, có Bon à? What the fuck, rồng xương à? What the fuck, cái gì đấy? Bắn cho một cái chết nghéo luôn ạ, à. Sợ thật sự. Đây Legendary Dragon, rồng đỏ. What the fuck? Con này phải 3 phát. Thử thôi anh em ạ, Xin cũng không đánh nổi nữa là... Xin cũng quá khỏe luôn đấy, phải nói như vậy. Nhìn máu kìa. Không đánh được rồi. Bay ra nó khè lửa này, chết này. Rồng khỏe quá. What the fuck như mày? Không ăn nổi, Xin không ăn được. Red Dragon còn chưa chắc đã ăn được anh em ạ. Rồng đỏ thì mình chưa thử bao giờ. Chúng ta thử sức thôi. Chúng ta cần phải có nhiều cái chiến thuật hơn. Nói chung là mình cần phải hiểu biết là cái này anh em ạ. Để mình lên trên mạng để xem chiến thuật mới dạo này nó thế nào. Cái này cái gì? Nhiều cái mình quên mất tiêu là nó sẽ tác dụng như thế nào rồi. Dã man. Vua cầy cuốc rồi, mình là vua cầy cuốc về game này rồi anh em ạ. À, đánh được anh em ạ. Con này tưởng đến nào. Giết được. Có đồ đấy anh em ạ. Chúng ta có đồ xịn đấy. Đánh con rồng này rơi ra nhiều đồ xịn lắm. Đánh con xin hay con red nhỉ? Con xin. Xin đánh được. Không có đồ gì. Ôi không phải, con red anh em ạ. Con kia cơ. Trời ơi, nhầm. Con ở phía trên cơ bạn ơi. Con này nè. Con red này nè. Đấy, con red này thì đánh thường thường à. Không có gì khó khăn cả. Thật sự là khá là dễ thôi. Chúng ta gọi thêm quân. Dưới là 3 con pháp sư gọi thêm quân. 3 con phù thủy chứ không phải pháp sư. Trên là pháp sư. Đánh được. Trận này thì nó cũng dễ mà anh em. Rồng đỏ. Chỉ có rồng xương và rồng kia thôi. Nó cho một hit là mình tèo em rồi. Đánh luôn anh em ơi. Ấn nhanh tất cả thứ nào. Bên này thì vẫn chủ từ ngày xưa luôn. Thật sự là rất hay, phải nói như vậy. Từ ngày xưa, chắc cái đây tầm khoảng 1 năm rồi. Còn next speed, chúng ta sẽ có một cái thanh kiếm sword nữa. Đây tất cả những vùng đất mà tôi chiếm được nha anh em. Không phải phiên bản mod hay gì cả, tất cả vùng đất tôi đang chiếm được đây rồi. Không chắc là bây giờ tôi đánh được vùng đất nào nữa. Đấy, thật sự là khó nhằn. 26.000. Cấp độ thấp nhất trong này là 6.500. 6.500. Công thành anh em. Không chắc là tôi ăn được con này.
khỏe lắm anh em nhá. Dồn đam lên châu bò lắm. Cái thành này lần trước là mình vẫn đang bị thất bại đúng không anh em? Có phải tôi đang thất bại cái thành này không? Mana thì cũng không tốn lắm đâu. Chỉ sợ tiễn nó dồn lên đấy, nghĩa quân mình hết đấy. Đấy, thấy chưa anh em, thì nó đang dồn quân lên đâu. Thế nó đang dồn quân lên, máu bị mất một xíu rồi kìa. What the fuck? Mày nhờn. Cái này game này không bao giờ kết thúc anh em, kiểu lại như vậy. Bắn rất dã man. Cái này sẽ giảm, hình như sẽ giảm cái lượng mana mà chúng ta sử dụng lên. Khá hay. Cái này là trừ giáp. Nó rất là thốn. Thốn vãi trưởng. Đây, dùng cái này trước, xong rồi sử dụng các con pháp sư này sau. Ok, còn thành này sẽ bị công đây anh em ơi. Tôi nghĩ là sẽ công trong một thời gian ngắn thôi. Mình sắp tấn công thẳng vào nhà nó rồi. Ok bạn ơi. Rồi. Tấn công nào. Chúc mừng, tôi có thêm một tòa thành nữa nhé. Black Sao sẽ kiếm thêm vàng cho chúng ta. Chào mừng. Đây là tất cả các vùng đất tôi đã chiếm ở đây. Ôi, để chiếm tất cả các vùng đất này là không tưởng. Đó là không tưởng nhé. Và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào và lại anh em trong tập kế tiếp nha. Bye bye.